Alo mẹ à, con ơi. Đây cái gì? Vợ mẹ đang phải đi cấp cứu ấy kìa. Vào viện ngay. Vợ con làm sao ạ? Ôi trời ơi, mẹ có biết cái gì đâu. Mẹ cũng đang trên đường đi vào viện đây này. Nhanh. Thôi, mẹ bình tĩnh nhá, để con về liền đấy. Có cần chị lái cho không? Thôi phải để em lái cho. Sao con bị sao vậy? Mẹ có biết cái gì đâu. Mẹ đang ở cửa hàng. Thằng Lân nó gọi điện cho mẹ. Nó báo tin là con Đình nó bị ngất ở giữa đường đúng lúc nó đi ngang qua. Thế là nó đưa con Đình vào đây đây. Mẹ sợ quá, mẹ vào đây ngay đây. Ê, không yên tâm. Nó không làm gì vợ con cả. Nó chỉ bế vợ con đưa vào đây thôi nhá. Mà vợ con xưa nay có bao giờ bị ngất đâu nhỉ? Người nhà bệnh nhân Mỹ Đình đâu ạ? Dạ vâng ạ. Dạ không em ạ. Em là mẹ của cháu ạ. Còn thằng kia là chồng cũ ạ. Dạ vâng ạ. Vợ cháu bị sao vậy bác sĩ? À, không có gì nghiêm trọng đâu. Chẳng qua trong thời kỳ mang thai thì phụ nữ có những cái thay đổi về thần kinh và hệ tim mạch, cho nên là gia đình cần phải lưu ý. Ôi. Có thai ạ? Mang thai ạ? Cảm ơn bác sĩ ạ. Em bác sĩ ơi, em cảm ơn bác sĩ ạ. Như vậy là dân vận động nhà em có cầu thủ rồi. Nam ơi, mẹ sắp làm bà ngoại rồi. Làm bà ngoại thì phải vui em chứ. Bà ngoại mà khóc như này cháu ra nó không nhận ra đâu, xấu. Đấy, bây giờ làm mẹ rồi, làm gì cũng phải nhẹ nhàng thôi nhá. Phải biết chăm sóc bản thân. Bác sĩ dặn là kể cả có đứng lên ngồi xuống cũng phải từ tốn thôi. Nam lúc nãy nghe mày ngất mà mặt cắt không còn giọt máu luôn ấy. Này, cô cũng thế, cô tí nữa thì cô ngất đấy. Eo ơi, hết cả hồn đến được. Mẹ biết rồi. Mẹ biết rồi. Này, nhưng mà cái Hà nó nói đúng đấy. Con sắp làm mẹ rồi, đúng không? Mà trong bụng của con đây này, cháu ngoại của mẹ đấy. Thế cho nên nhá, bây giờ ấy là phải đi nhẹ này, nói khẽ này, cười duyên này, nhớ chưa? Cấm có được ăn tục nói phét, hiểu chưa? Biết rồi. Con ấy đừng có mà đi gây chuyện nữa nhá. Bây giờ yêu lắm. Cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ vợ con tôi. Không khiến. Vậy được. Không tiễn. Này, thú nhận đi. Ngày tao vẫn là chồng Mỹ Đình ấy, mày đã luôn chầm ngó cô ấy đúng không? Đúng. Có gì mà không dám thú nhận. Mỹ Đình luôn ở trong tầm mắt tôi. Thế nhưng nếu anh không phản bội thì tôi làm gì có cơ hội. Thế nên dù sao cũng cảm ơn vì sự nông cạn và tham lam của anh. Mày, cái loại khốn nạn. Quên Mỹ Đình đi. Tìm một hạnh phúc mới mà vun đắp cho nó. Mỹ Đình bây giờ đã là vợ của tôi, là mẹ của con tôi. Thế nên tôi không để những thứ vặt vãnh làm ảnh hưởng tới gia đình của mình đâu. Mẹ. Hả? Anh Nam đâu mất tiêu rồi. À ư nhở? Cái ông này nãy giờ cứ như người hâm hâm dở dở. Sao? Hết cười xong rồi khóc. Mẹ, kiếm ảnh đi nhanh lên. Đi về đi. Nó vừa cười vừa khóc ấy hả? Tốt quá. Này, nó sắp làm bố ấy, cho nên là nó hạnh phúc đấy. Eo nó cứ cười cười khóc khóc mẹ lại thích. Chứ cái thằng này nó mà vô cảm mẹ oánh cho nó tan xác luôn ấy. Nhờ con nhở. Nam đi tiện Lân rồi. Lân, Lân nào? À, thế... Còn Lân nào nữa? Lân. Ôi con ơi, con nhẹ thôi. Nó lại tăng động rồi. Khổ lắm. Thằng Lân ý, nó không làm gì con cả. Nó chỉ bế con vào đây thôi. Mẹ kêu ổng hả? Mẹ nhờ? Không, mẹ đâu có nhờ. Con bị ngất ở giữa đường ấy. Nó đi ngang qua, nó nhìn thấy, nó đưa con vào đây xong nó mới gọi cho mẹ đấy. Trời. Thế nào cũng có chuyện cho mà coi à. Nam coi vậy chứ bụng dạ cũng hẹp hòi lắm, như cái lu mũi á. Thế nào xong rồi cũng để trong bụng ấm ít cho mà coi. Yên tâm, có mẹ giải quyết được hết. Yêu lắm cơ, yêu cháu bà lắm cơ. Kitty gọi yêu cô không? Mẹ chào con gái. Chào mẹ. Em chào chị ạ. Chào cô giáo ạ. Em gửi con nhé. Cảm ơn cô ạ. Bye bye.